Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sao Hoa. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Giới giải trí Hoa ngữ vốn là nơi hội tụ của những con người tài năng hết lòng vì nghệ thuật, một lòng vươn tới ánh hào quang sân khấu để cống hiến cho khán giả những tác phẩm xuất sắc. Mỗi người bước đến thế giới showbiz lung linh rực rỡ này đều có những bối cảnh khác nhau. Có người là con nhà nòi, có kẻ lại tay ngang, có người đi lên bằng nỗ lực vượt khó và cũng chẳng hề thiếu kẻ ra thế hiển hách. Thế nhưng thì tất cả họ đều có điểm chung, đó là niềm đam mê nghệ thuật sâu sắc. Thứ nhất, Châu Đông Vũ, tuổi thơ cơ cực nhưng may mắn được cha dượng ủng hộ. Là một trong những ảnh hậu tài năng bậc nhất giới điện ảnh Hoa ngữ, bị đồn đoán có gia thế khủng, chống lưng nhưng thực tế Châu Đông Vũ lại từng có tuổi thơ hết sức khó khăn. Nữ diễn viên sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường ở Thạch Gia Trang, thậm chí có thể nói là cơ hàn và gian khổ. Cha ruột mất sớm vì tai nạn giao thông khi Châu Đông Vũ mới học tiểu học, gánh nặng gia đình đổ ập lên vai người mẹ tần tảo. Vào kỳ nghỉ hè, nữ diễn viên thường cùng mẹ làm đồ thủ công để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Sau này, mẹ cô đi bước nữa với một người đàn ông tốt bụng đã có con riêng. Dù vậy, cha dượng đối xử rất tốt với cô, ông cũng chính là người chu cấp tài chính và cổ vũ ảnh hậu tiếp tục học múa và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, sau nhiều nỗ lực, Châu Đông Vũ tự thân trở thành phú bà của chính mình, một mình đứng tên 3 công ty. Thứ hai, Triệu Lệ Dĩnh, chọn học trường bình thường vì gánh nặng học phí. Triệu Lệ Dĩnh là cô con gái cưng của một gia đình kinh tế bình thường ở Hà Bắc, bố cô là Triệu Tương Dương làm cảnh sát huyện. Dù nhà có em trai nhỏ nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn được cưng chiều nhất nhà, em trai cũng phải nhường nhịn chị gái. Khi tốt nghiệp cấp 3, bà xã Phùng Thiệu Phong đã quyết định theo học tại một ngôi trường gần nhà chuyên ngành tiếp viên hàng không vì học phí rẻ phù hợp với hoàn cảnh gia đình cô lúc đó. Sau này cô tình cờ tham gia và đạt giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. Nữ diễn viên sinh năm 1987 mới có cơ hội rẽ ngang sang sự nghiệp diễn xuất. Đây cũng chính là lý do vì sao mà rất nhiều anti-fan của Triệu Lệ Dĩnh vẫn lấy trình độ học vấn không cao để mỉa mai về các vai diễn của người đẹp. Thứ ba, Ngô Diệu Phàm, gia cảnh bí ẩn và không muốn nhắc đến bố ruột. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Diệu Phàm có chia sẻ, ngay từ khi còn rất nhỏ, bố và mẹ anh đã ly hôn. Từ đó đến nay, anh không hề có tin tức về bố và chỉ sống với mẹ. Do đó thì có rất nhiều tin đồn liên quan đến người bố mà cựu thành viên EXO không hề muốn nhắc đến. Một số thông tin cho hay bố ruột anh là giáo sư đại học hiện đang giảng dạy tại Học viện Khoa học Hoa Nam. Trước đó, ông cũng từng theo học tại đại học danh giá nhất Trung Quốc là Thanh Hoa. Cũng có người cho rằng Ngô Diệu Phàm là cháu trai của tỷ phú Lý Gia Thành. Từ năm 2000, thì Ngô Diệu Phàm và mẹ đã nhập cư tại Canada sống trong một khu biệt thự sang trọng. Ngoài ra, thì anh cũng đã từng theo học một trong những trường trung học top 100 tại Mỹ. Trên thực tế, thì đây chỉ là thông tin bên lề, chưa bao giờ nam ca sĩ chính thức xác nhận hay công khai. Thứ tư, Trần Vĩ Đình, thiếu gia Hồng Kông sướng từ trong trứng nước. Trong giới showbiz thì chẳng ai là không biết đến bối cảnh của tiểu công tử hàng thật giá thật bậc nhất Hồng Kông Trần Vĩ Đình. Bố anh mất sớm khiến gia đình từng lâm vào cảnh khó khăn khi Trần Vĩ Đình còn nhỏ. Thế nhưng khi anh trai và chị gái trưởng thành có năng lực tiếp quản công ty gia đình thì nam diễn viên lại được hưởng cuộc sống giàu sang và bình yên. Công việc kinh doanh của gia đình chủ yếu là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu do anh trai điều hành, còn chị gái nam diễn viên mở một công ty may mặc có chi nhánh tại khá nhiều quốc gia, trong đó có cả Dubai. Bên cạnh đó, gia đình nam diễn viên cũng sở hữu hàng loạt bất động sản lớn nhỏ tại Hồng Kông, Trung Quốc và nước ngoài. Trước đây, thì gia đình thiếu gia Hồng Kông sống trong căn biệt thự thuộc khu vực vịnh nước cạn dành cho giới nhà giàu ở Hồng Kông, sau đó đã chuyển sang một khu giàu có không kém, có tổng cộng là 8 căn biệt thự sang trọng nằm trong khu vực này, thì gia đình Trần Vĩ Đình sở hữu 2 căn. Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Vĩ Đình đã được theo học tại Diệu Trung, hệ thống trường đắt đỏ danh giá bậc nhất Hồng Kông, mà hiện nay rất nhiều con cái của nghệ sĩ và doanh nhân cũng theo học. Sau đó, anh chuyển sang một trường công giáo quốc tế để tiếp tục việc học cho đến khi tốt nghiệp. Thứ năm, Triệu Lộ Tư, tiểu thư bỏ tiền đầu tư phim mình đóng. Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của vị thiếu thành chủ trong Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Thế nhưng ít người biết rằng, ngoài đời cô nàng cũng có gia thế chẳng phải dạng vừa. Từ nhỏ thì vị mỹ nữ họ Triệu đã sống trong nhung lụa gấm vóc, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Chính vì thế dù danh tiếng ngày càng nổi, hợp đồng đóng phim liên tục nhưng mỹ nhân 21 tuổi này vẫn hiếm khi nhận quảng cáo. Thậm chí thì có tin đồn Triệu Lộ Tư còn từng bỏ tiền đầu tư phim do mình đóng để giải quyết bài toán kinh phí cho đoàn làm phim. Thứ sáu, Chiêu Nhược Quân, Phú Nhị Đại vượt sướng đi lên bằng thực lực. Xuất thân trong một gia đình con nhà nòi, có bố là đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng Trương Kiện. Chính vì vậy mà Trương Nhật Quân có cơ hội bước vào giới giải trí ngay từ khi mới 6 tuổi. Thế nhưng mãi đến vài năm gần đây, nam diễn viên mới quen mặt với khán giả hơn. Tìm hiểu kỹ hơn thì người ta mới biết, hóa ra nam diễn viên đâu chỉ là con nhà nòi mà còn là phú nhị đại chất lượng cao. Bố anh không chỉ có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí mà còn có mối quan hệ sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh nhà đất, nắm giữ vai trò không nhỏ trong giới bất động sản Bắc Kinh. Ông nội là kiến trúc sư, nhà địa chất có tiếng Trương Chí Tân, mẹ kế là ảnh hậu Lưu Bội, một trong những nữ diễn viên thực lực thế hệ trước.
Có gia thế kèm tiềm lực hùng hậu nhưng Trương Nhật Quân không vì thế mà ỷ lại. Anh chấp nhận con đường tự thân vận động đi lên bằng chính sự nỗ lực và cố gắng của mình. Hiện nay thì nam diễn viên đang sống trong một căn nhà tứ hợp viện thuộc khu Thuận Nghĩa, Bắc Kinh có trị giá lên đến 90 triệu nhân dân tệ, tương đương là khoảng 315 tỷ đồng. Thứ 7, Đặng Luân được rèn theo nếp nhà binh từ bé. Bước vào giới showbiz một thời gian dài mà chưa có cơ hội tỏa sáng, Đặng Luân vẫn không hề từ bỏ, luôn nỗ lực hết mình trau dồi diễn xuất từng ngày qua từng vai diễn. Cuối cùng thì chàng diễn viên sinh năm 1992 đã có dịp bứt phá bằng siêu phẩm Hương Mật Tựa Khói Xương. Rất nhanh chóng thì Đặng Luân đã bước vào hàng ngũ lưu lượng hàng đầu tại showbiz. Cũng bởi thế, bối cảnh gia đình anh cũng bị người hâm mộ đào sâu tìm hiểu. Hóa ra thì Đặng Luân xuất thân trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm trong ngành ngân hàng, ông bà nội giữ chức vị trong quân đội. Chính vì từ nhỏ sống với ông bà nên Đặng Luân được rèn rũa theo nền nếp gia phong của con nhà binh. Tính cách ngay thẳng của nam diễn viên cũng bắt đầu từ truyền thống tốt đẹp của gia đình quân nhân này. Thứ 8, Lý Hiện, sinh viên Kinh Châu đầu tiên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lý Hiện tiếp tục là một trong những ngôi sao tỏa sáng muộn của giới showbiz, xuất thân trong một gia đình bình thường, bố là nhân viên công ty, mẹ là công nhân trong nhà máy. Gia thế không xuất sắc, tính cách lại ngay thẳng, khiến anh không có quá nhiều lợi thế so với bạn bè đồng niên trong giới. Mãi đến Cá Mực Hầm Mật, tên tuổi của Lý Hiện mới chính thức phủ sóng mạnh mẽ. Được biết, nam diễn viên từ bé đã học rất giỏi, một lòng muốn trở thành diễn viên nhưng bị bố mẹ phản đối, không từ bỏ đam mê. Anh chính là người đầu tiên ở Kinh Châu đặt chân đến Bắc Ảnh. Thành Nghị, con trai trưởng được hướng theo nghiệp binh lấy vợ sớm. Nổi lên như hiện tượng lạ sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị khiến các fan phải mệt mỏi vì độ ngơ bất thường của vị nam thần này. Thế nhưng thì sau khi biết bối cảnh con trưởng nhà binh của nam diễn viên, mọi người mới cảm thấy dễ hiểu. Hóa ra từ nhỏ, Mỹ Nam Tư Phượng đã được định hướng theo nghiệp quân đội, lấy vợ sớm nên tính cách đúng chuẩn trai thẳng điển hình. Vốn là một học sinh tài năng, có học lực chuẩn hàng top tại trường trung học trọng điểm, Thành Nghị được định sẵn con đường nối nghiệp gia đình trở thành quân nhân như bố. Nhưng bất ngờ sau này anh lại dễ ngang sự nghiệp diễn xuất. Lộc Hàm, tiểu thiếu gia xuất thân bình thường. Mặc dù Lộc Hàm ở Bắc Kinh nhưng gia thế nhà nam ca sĩ không phải thuộc hàng trâm anh thế phiệt như cô người yêu Cách Cách Bắc Kinh Quan Hiểu Đồng. Cha của Lộc Hàm chỉ là một viên chức nhà nước, gia cảnh được coi là tầng lớp trung lưu. Ban đầu anh không hề có ý định theo đuổi nghệ thuật. Cơ duyên debut với tư cách là thành viên nhóm nhạc đình đám EXO là khi nam ca sĩ đến Hàn Quốc du học. Dù bối cảnh bình thường nhưng nhờ vào tài năng và độ thu hút của mình, Lộc Hàm đang nằm trong danh sách những ca sĩ 9X giàu nhất showbiz Trung Quốc. Được biết thì tổng thu nhập bình thường của nam ca sĩ rơi vào khoảng 182 triệu nhân dân tệ, tương đương là 631 tỷ đồng. Thái Tử Khôn, công tử hào hoa. Anh chàng đào hoa Thái Tử Khôn được fan dành tặng cho biệt danh, chỉ cần nhìn cũng toát ra hơi thở vương giả, nhưng thực chất thì gia đình của anh không giàu có như mọi người tưởng tượng. Ông nội Thái Tử Khôn là một giáo sư đại học, bố là doanh nhân, còn mẹ từng có thời gian hoạt động nghệ thuật, sau đó giải nghệ mở công ty may mặc có của ăn của để. Ngay từ nhỏ thì Thái Tử Khôn đã được mọi người trong gia đình nuôi dưỡng và giáo dục rất dân chủ, con cái thích và đam mê với lĩnh vực gì đều ủng hộ. Vì thế anh chàng rất có chủ kiến cá nhân, không ngừng tự thân nỗ lực trên con đường nghệ thuật. Chúng mình là Tốt Sao Hoa và đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.